Nhóm SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cổi Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá những tác phẩm tái bản tiếp theo của tác giả Ryan Bond nha các bạn. Trên tay mình là Sacco Tuần Trà Phiên Ngân Hà nha các bạn. Đây chúng ta được một bì rơi, bì được cân bóng khá xinh xò nha. Giá tiền là 40.000 như các bạn mua, chứ không hơn khoảng 35-36.000 tùy nơi nha các bạn. Đây là bì keo bên trong, bì keo trắng đen. Bên trong được in trên giấy BB80, hoàn toàn trắng đen và không có trang màu nào hết. Chuyện được nha công chỉ có 3.000 bản thôi, khổ chuyện là 11.3 và 17.6. Trong lượng tầm khoảng 220g, một số trang của one shot này là 248 trang. Nội dung của sách cô tội tuần tra ngân hà Asako, một tuần tra viên bỗng sa vào trái đất vì một vụ đụng độ hiên hạch. Nhờ có ông lão Omori, cậu đã dần thích nghi được với cuộc sống nơi đây, và những câu chuyện xoay quanh cậu sẽ diễn ra thế nào thì mời các bạn cùng tìm đọc cái quyển truyện này và cùng khám phá nhé. Thì mời các bạn cùng chiêm ngưỡng quá. Và nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.